hello lại là mình đây. Đó bạn, đây chính là dòng sông quê mình. Và phía xa xa kia là con cầu, cầu sắt Sơn Dương, con cầu cầu chính đấy các bạn, cầu chính để nối liền hai bên sông mình. Hả? Đổi một phát lên tích đầu bên kia thì quanh một đoạn khúc sông khác. Ờ. Còn đây là còn những bác đang làm trên bờ này, là những bác đang làm rau ở hai bên ở bên bờ này bạn, cái vườn rau của các bác này. các bạn đến đây để lấy đồ rau rồi đem ra chợ bán. Các bác đây chính là vườn rau chính là ở quê mình, vườn rau cung cấp rau cho cả thị trấn mình nha, rất là lớn luôn. Đây kia xem bác bói toán, bác chăn vịt đấy. Tí lên trên kia quay bác bói toán, bác chăn vịt. Bên này không quay được à? Vậy. Quá bệt luôn vậy. Nhưng mà chắc là được ba chắc nổi được 100 vít đấy. Với lại chưa gì mình đã được 10 vít rồi. Còn một chút nữa thôi. Mình hơn bao nhiêu đâu. Làm là 2 tiếng. Tí nữa được 30 vít thì sẽ về nhà nghỉ. Đúng không ạ? Tí được 30 vít về nhà nghỉ, nghỉ đến chiều đi tiếp. Ừ. Nhẹ hơn mà mình có thể làm gì đâu. Đấy đi dọc cái đường đấy để đường sông ấy. Đi ra nút vịt này đi. Bác chả ngồi. Bác làm ngô lấy chả. Gọi là đến đâu rồi. Cái hôm mày hỏi tao mày có bê nguyên cái đấy vào không? Hôm mày hỏi tao mày có bê nguyên cái đấy vào. Bê gì? Bê cái hôm mày hỏi tao ấy. Không, phải không dùng câu của mày. Nhưng mà vẫn ý thế gì? Không. Đằng đéo là chả thấy. Còn điên. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bọn trẻ con này tán dễ lắm. Thế chi thì chỉ anh hôm anh ngủ ngon đi lần nào thôi. Hôm qua đang đêm trở về là bảo anh về đây 11 giờ, anh về đến nhà trưa. Bọn trẻ con toàn thế thôi, dễ lắm. Động tí hiểu. Giờ yêu con mẹ rồi, thế yêu con cụ rồi. Sao á? Nó ấy. Nó gì? Mẹ như thế là yêu con mẹ rồi gì nữa. Anh về đến nhà trưa. Chờ xong vài. Xong trưa xong tầm 12 giờ bảo là anh đi làm về trưa. Đấy tầm mấy nữa nhá. Đi tầm vài 2-3 ngày nữa thì yêu mẹ luôn rồi. 2-3 ngày nữa mày bảo yêu là được. Giữ giá. Thôi clip mình dài nha bạn, hẹn gặp lại clip sau, đừng hay nhớ like cho mình nha, bye bye.